Thanh Liên Chi Đỉnh chương 4349, phục dụng huyết anh ngọc hạnh đan, sát cấp nhĩ sơn mạch, một cái dưới đất động quật, trên vách đá phù văn lấp lóe tản mát ra mãnh liệt cấm chế ba động, Tần Mạn ngay tại hướng Cúc báo cáo tình huống, thần sắc cung kính, Thiên Hà kiếm phái, Vương gia. Tin tức là thật à? Khúc hỏi, tin tức là chúng ta nằm vùng tại Vạn Thú Cung thám tử truyền về, theo hắn điều tra, Thiên Hà kiếm phái cùng Vương gia tại Tiên Linh Trũng phát hiện huyết anh ngọc hạnh quả. Thiên Hà kiếm phái ba vị thái ất kim tiên tiến nhập Tiên Linh Trũng tìm kiếm huyết anh ngọc hạnh quả, không còn có xuất tới qua, bản mệnh hồn đăng cũng không có dập tắt, bọn hắn mất tích phía trước, Vương Anh Kiệt cùng Diệp Hải Đường xuất hiện tại Tiên Linh Hải vực Ngọc Dương phường thị, Thiên Hà kiếm phái hoài nghi là Vương gia làm ra, hồi báo cho Dương Tình, Tần Mạn nói, trong ngắn hạn, sát cấp nhĩ bộ sẽ không xuất thủ đối phó Vương gia, nhưng có thể mượn đao giết người, bình thường thế lực căn bản không phải Vương gia đối thủ, không có to lớn lợi ích. Thế lực lớn sẽ không xuất thủ đối phó Vương gia, Dương Tình là Vạn Thú Cung đệ tử, nàng hội vì này đối phó Vương gia. Khúc nghi ngờ nói, Trần Oánh là Dương Tình gì? Dương Tình phụ mẫu chết sớm, Trần Oánh rất chiếu cố Dương Tình, thường xuyên đi xem nàng, các nàng tình cảm rất tốt. Dương Tình còn không có tấn nhập thái ất kim tiên phía trước, Trần Oánh thường xuyên cho nàng tu tiên tài nguyên, như quả Trần Oánh chết bởi Vương gia chi thủ, Dương Tình chắc chắn sẽ không chịu để yên. Tần Mạn nói, trọng thưởng tên kia thám tử một bộ trung phẩm tiên khí, nói cho hắn, lại lập xuống đại công, ban thưởng lưỡng nghi kim phách đan. Khúc phân phó nói, hắn giọng nói vừa chuyển, tiếp lấy nói ra, nói một chút ngươi ý nghĩ, chúng ta có thể mở rộng Thiên Hà kiếm phái cùng Vương gia ân oán, như quả Vương gia người giết Thiên Hà kiếm phái hạch tâm đệ tử, hoặc là Thiên Hà kiếm phái đệ tử giết Vương gia hạch tâm tộc nhân, mâu thuẫn của bọn họ hội càng lớn, ta dự định phái người giả trang Thiên Hà kiếm phái đệ tử, chặn giết Vương gia tu sĩ. Tần Mạn nói, không ổn. Nếu như chấp hành nhiệm vụ người thất thủ bị bắt, chúng ta lại làm ra bất luận cái gì tiểu động tác, Vương gia cũng sẽ không tin tưởng, bố trí một chỗ thực cổ tu sĩ động phủ, nhưng Vương gia cùng Thiên Hà kiếm phái người phát hiện, để bọn hắn đi tìm bảo, vì này ra tay đánh nhau, cứ như vậy, bọn hắn như thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến trên người của chúng ta. Khúc phân phó nói, dạng gì bảo vật mới có thể để cho Thái Ức Kim Tiên ra tay đánh nhau? Đại La Kim Tiên tọa hóa động phủ. Nguyên bộ thượng phẩm tiên khí. Tần Mạn mặt lộ vẻ khó xử, Thái Hạo Tiên Quân thông thạo luyện khí thuật, bình thường bảo vật, Vương gia Thái Ức Kim Tiên không thiếu, thế thì không cần Thái Ức Kim Tiên xuất thủ, bố trí một chỗ Thái Ức Kim Tiên tọa hóa động phủ, dẫn dụ Kim Tiên tu sĩ xuất thủ là được, bỏ hai kiện thượng phẩm tiên khí là được. Khúc nói, Thái Ức Kim Tiên tọa hóa động phủ. Thiên Hà kiếm phái hạch tâm tử đệ hoặc là Vương gia hạch tâm tộc nhân sẽ không đích thân ra tay đi, Tần Mạn nghi ngờ nói. Không cần hạch tâm đệ tử hoặc là hạch tâm tộc nhân xuất thủ, chúng ta muốn làm chính là chậm rãi mở rộng Thiên Hà kiếm phái cùng Vương gia mâu thuẫn, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, phái người khác dò xét Trần Oánh mất tích chân tướng, nếu là có thể tìm tới Trần Oánh chết bởi Vương gia tu sĩ chi thủ chứng cứ, ban thưởng một bình lưỡng nghi kim phách đan cùng hai kiện thượng phẩm tiên khí, có khả năng dẫn phát Thiên Hà kiếm phái cùng Vương gia liều chết, ban thưởng luyện vào Hồng Mông Linh Bảo trung phẩm tiên khí, một câu. Ai có thể kích động cao giai tiên nhân hoặc là thế lực lớn đối phó Vương gia, trọng trọng có thưởng. Khúc phân phó nói, mấy ngàn vạn năm qua, sát cấp nhĩ bộ từ tiên nhân thu được nhiều kiện thượng phẩm tiên khí, cất giữ tại trong khố phòng, ngoại trừ giao cho ngụy tiên sử dụng, cũng sẽ lấy ra ban thưởng cho lập xuống đại công ngụy tiên. Có trọng thưởng tất có dũng phu, chỉ dựa vào uy nhiếp là không đủ, hỗn độn thú rất bỏ được bỏ tiền vốn. Vâng, Khúc đại nhân, ta lập tức đi an bài. Tần Mạn đáp ứng, quay người rời đi. Xuân đi thu tới ngàn năm trôi qua, Thanh Liên thành bên trong kiến trúc như rừng, dòng người như nước thủy triều. Thanh Liên phong, một gian mật thất đại môn mở ra, Vương Trường Sinh cùng Huyền Linh Thiên Tôn đi ra, Huyền Linh Thiên Tôn mặt lộ vẻ vui mừng, bọn hắn đầu tiên là liên thủ luyện chế thượng phẩm tiên khí, luyện chế ra nhiều kiện thượng phẩm tiên khí, xác suất thành công đầy đủ cao đằng sau, Huyền Linh Thiên Tôn lúc này mới xuất ra Hồng Mông Linh Bảo cùng bản mệnh tiên khí, tại cố gắng của bọn hắn dưới. Hồng Mông Linh Bảo thành công luyện vào Huyền Linh Thiên Tôn bản mệnh tiên khí, uy lực tăng lên không ít, đa tạ, Vương đạo hữu, nếu không phải có ngươi hỗ trợ, chính ta luyện chế, khẳng định thất bại, Huyền Linh Thiên Tôn cảm kích nói, luyện khí trên đường bọn hắn không ít giao lưu luyện khí chi thuật, Vương Trường Sinh luyện khí trình độ xa cao hơn Huyền Linh Thiên Tôn, tiện tay mà thôi, Hứa đạo hữu không cần phải khách khí, Vương Trường Sinh nói, ta còn là câu nói kia, có dùng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng. Huyền Linh Thiên Tôn trịnh trọng nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, đưa Huyền Linh Thiên Tôn rời đi Thanh Liên Phong, hắn lấy ra một mặt lam quang lấp lóe truyền tấn bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tấn bàn truyền đến Vương Thanh Bách thanh âm, cha, ngài xuất quan,
Thanh Bách, huyết anh ngọc hạnh đan luyện chế ra tới không có. Vương Trường Sinh hỏi, hắn cho hai quả tinh khiết bát sắc tinh hạch cho Vương Thanh Bách, nhưng hắn luyện vào huyết anh ngọc hạnh đan bên trong. Dựa theo đan phương, huyết anh ngọc hạnh đan luyện vào thất sắc tinh hạch hiệu quả cũng rất tốt. Luyện chế ra tới, ta cái này đi qua đưa cho ngài. Vương Thanh Bách nói. Vương Trường Sinh thu hồi truyền tấn bàn, tới đến thạch đình bên trong ngồi xuống. Không có qua bao lâu, Vương Thanh Bách đã tới. Hắn lấy ra một cái tinh mỹ hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mở hộp ngọc ra một nhìn, bên trong có hai khỏa huyết sắc dược hoàng bên ngoài bao phủ một đạo huyết sắc vòng sáng, có chút bất phàm. Này hai khỏa huyết anh ngọc hạnh đang luyện vào bát sắc tinh hạch, đoán thể hiệu quả khẳng định rất tốt. Vương Thanh Bách hưng phấn nói, Thanh Bách, ngươi tự luyện chế ra hai khỏa huyết anh ngọc hạnh đan. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, đó cũng không phải, còn có một số huyết anh ngọc hạnh đan, chỉ là luyện vào thất sắc tinh hạch, bát sắc tinh hạch luyện vào đan dược độ khó không nhỏ, hai cái bát sắc tinh hạch, chỉ luyện chế ra hai khỏa huyết anh ngọc hạnh đan. Vương Thanh Bách vẻ mặt tiếc nuối, hắn đem thất sắc tinh hạch luyện vào huyết anh ngọc hạnh đan, rất thuận lợi liền thành công, luyện vào bát sắc tinh hạch, lò thứ nhất tự thất bại, vòng thứ hai thành công, chính có hai khỏa huyết anh ngọc hạnh đan. Này hai khỏa huyết anh ngọc hạnh đoán thể hiệu quả tốt nhất, tự nhiên là giao cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phục dụng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, trên tay hắn còn có không ít huyết anh ngọc hạnh quả, sau đó lại cho Vương Thanh Bách luyện chế huyết anh ngọc hạnh đan. Không sai, ngươi đem cái khác huyết anh ngọc hạnh đan phân cho tộc nội Thái Ức Kim Tiên, đương nhiên, chính ngươi có thể lưu thêm một điểm. Vương Trường Sinh nói, hắn biết rõ, phục dụng luyện vào thất sắc tinh hạch huyết anh ngọc hạnh đan, Vương Thanh Linh chờ người khẳng định vô pháp tu luyện thành tiên thể, bất quá khẳng định có thể cường hóa bọn hắn nhục thân chi lực, từ đó đề cao càng không tam chỉ uy lực, biết, cha. Vương Thanh Bách đáp ứng, hàn huyên một hồi, Vương Trường Sinh nhường Vương Thanh Bách lui xuống, hắn tới đến một gian thạch thất cổng, cho Uông Như Yên phát một trương truyền âm phù, chờ hơn phân nửa khắc chung, Uông Như Yên cũng không có đi ra, đoán chừng đang bận. Hắn lấy ra một cái lam sắc hộp ngọc, đem một khỏa huyết anh ngọc hạnh đang bỏ nhập trong hộp ngọc, đặt ở cổng, đi vào một gian mật thất, Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một khỏa huyết anh ngọc hạnh đang bỏ nhập miệng trong, đang dược vào miệng tức hóa, Vương Trường Sinh cảm giác một cổ cường đại năng lượng tại phần bụng dâng lên, thân thể có chút phát nhiệt, không có qua bao lâu, Vương Trường Sinh làn da biến thành huyết hồng sắc, toàn thân khô nóng, một cổ năng lượng khổng lồ trong cơ thể hắn tán loạn, tựa hồ muốn nứt thể mà xuất, hắn vội vàng vận công luyện hóa cổ này năng lượng khổng lồ. Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện lên suốt một trận chói mắt lam quang, nhắm hai mắt lại. Thời gian thấm thoát, 10 vạn năm qua đi, Tiên Linh Hải Vực, Thiên Hà Phường Thị, Thiên Hà Kiếm Phái mở phường thị, trên đường phố người đi như nước thủy triều, ngựa xe như nước, một tòa u tĩnh trang viên, Lạc Thủy Tiên Tử cùng Từ Phong ngồi tại một tòa màu xanh thạch đình bên trong, đang nói cái gì? Lạc Thủy Tiên Tử đã tấn nhập Thái Ức Kim Tiên, may mắn mà có Từ Phong cung cấp tu tiên tài nguyên. Bằng không thì nàng còn tại Kim Tiên kỳ đảo quanh, lần này may mắn mà có ngươi hỗ trợ xem bói, bằng không thì ta cũng không có cách nào tìm tới cơ duyên. Từ Phong vừa cười vừa nói, Lạc Thủy Tiên Tử tấn nhập Thái Ức Kim Tiên kỳ, giúp Từ Phong xem bói cơ duyên, Từ Phong có cơ duyên, đi qua một đoạn thời gian tìm kiếm, Từ Phong tại Tiên Linh Hải Vực tìm được cơ duyên, lấy được hai kiện thượng phẩm tiên khí. Lạc Thủy Tiên Tử mỉm cười, nói, tiện tay mà thôi, ngươi giúp ta giúp ngươi. Có một số việc ta có thể giúp ngươi, có một số việc ta không thể giúp ngươi. Từ Phong nghiêm mặt nói, Thanh Liên Tiên Lữ bị Côn Luân Đạo Tổ triệu kiến. Từ Phong biết được tin tức này, tự mình nhìn xem Lạc Thủy Tiên Tử, liền sợ nàng làm ra chuyện hồ đồ. Ta minh bạch ngươi ý tứ, Thanh Liên Tiên Lữ đều nắm giữ thần hồn pháp tắc, còn nắm giữ cường đại nhục thân thần thông. Đừng nói ta không phải đối thủ, ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn họ, ta còn không có ngu xuẩn đến tự tìm đường chết. Lạc Thủy Tiên Tử nói, ngươi minh bạch liền tốt. Chúng ta còn muốn làm ít chuyện, ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, có gì cần, ngươi phân phó Trần Hinh đi làm. Từ Phong nói, ban đầu là Liễu Kỳ cùng Trần Hinh dẫn tiếng Lạc Thủy Tiên Tử gia nhập Diêm La Cung, hai người này phục dụng lưỡng nghi kim phách đan, chưa có thể đã thông 108 cái tiên khiếu, vẫn là kim tiên đại viên mãn. Liễu Kỳ đâu? Hắn đi nơi nào? Lạc Thủy Tiên Tử thuận miệng hỏi, hắn tiếp một cái công sự, đi làm việc, xong xuôi liền sẽ trở về. Từ Phong nói, Lạc Thủy Tiên Tử tự nhiên minh bạch công sự là giết người, có thể nhường Liễu Kỳ tự mình xuất thủ, mục tiêu thực lực hiển nhiên không kém, nàng nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Ngọc Dương Phường Thị, Thanh Liên Lâu, lầu 17, Tô Thịnh đang cùng một tên dáng người uyển chuyển váy trắng thiếu phụ nói gì đó, ta đã đi dò xét qua, cấm chế xác thực rất cường đại, chúng ta thử nghiệm phá cấm, không có cách nào phá mất cấm chế, rất có thể là Thái Ức Kim Tiên tọa hóa động phủ. Váy trắng thiếu phụ có chút hưng phấn nói,
Vương Như Tuyết, Kim Tiên Trung Kỳ. Một lần tình cờ tình huống dưới, nàng phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, cùng hai tên đồng tộc liên thủ phá trận, đều không thể phá mất cấm chế, trở về cầu viện, không phải là cạm bẫy đi. Tô Thịnh nhíu mày nói, Diệp Hải Đường cùng Vương Anh Kiệt tiến nhập tiên linh trũng tìm kiếm huyết anh ngọc hạnh quả, không có tìm được huyết anh ngọc hạnh quả còn bị cấm chế đã thương, nhưng Tô Thịnh dụng tâm sàng chọn tin tức, đừng lại bị người lừa. Tô Thịnh nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là tin tức giả, nếu như cạm bẫy, chúng ta trả về được đến. Báo cáo gia tộc hoặc là phái thêm một chút kim tiên tu sĩ, đi cùng ta cùng đi phá cấm, khẳng định là thái ớt kim tiên tọa hóa động phủ, bằng không thì chúng ta đã sớm phá mất cấm chế. Vương Như Tuyết nói, vẫn là báo cáo gia tộc đi. Dạng này ổn thỏa một điểm, Hải Đường lão tổ cùng anh Kiệt lão tổ chính là vết xe đổ, không thể chủ quan. Tô Thịnh nói, Vương Như Tuyết đang muốn nói cái gì, lông mày nhíu một cái, từ trong ngực lấy ra một mặt bạch quan lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay, vội vàng đứng dậy, xảy ra chuyện gì? Tô Thịnh có chút khẩn trương nói, bản yên lão tổ đi ngang qua tiên linh hải vực, trước mắt ngay tại Ngọc Dương Phường Thị. Báo cáo bản yên lão tổ đi, Vương Như Tuyết nói, Vương bản yên là Vương Nhất Đao nữ nhi, thông thạo đao pháp. Tô Thịnh gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Bọn hắn đi ra Thanh Liên lâu, vừa hay nhìn thấy Vương bản yên đâm đầu đi tới. Vương bản yên trước mắt là kim tiên hậu kỳ, nàng áp tải một nhóm vật tư trở về thiên thần hải vực, đi ngang qua tiên linh hải vực, tới xem một chút. Bản yên lão tổ một đường vất vả, mời vào bên trong. Tô Thịnh làm một cái thủ hiệu mời đem Vương bản yên mời đến một gian mật thất. Bản yên lão tổ, chúng ta phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, rất có thể là thái ất kim tiên tọa hóa động phủ. Vương Như Tuyết không kịp chờ đợi nói, thái ất kim tiên tọa hóa động phủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chi tiết nói tới, Vương Bản Yên phân phó nói, Vương Như Tuyết lên tiếng, đem sự tình đi qua nói một lần. Đây là chúng ta tại sự phát địa thu hình ảnh, nơi đó bình thường chính là hoang đảo, ta cũng là ngoài ý muốn phát hiện. Vương Như Tuyết nói, lấy ra một khỏa bạch quang lấp lóe thủy tinh cầu. Đánh vào một đạo pháp quyết, thủy tinh cầu sáng lên một trận chướng mắt bạch quang, bạch sắc thủy tinh cầu bên ngoài có thể nhìn thấy một tòa hoang đảo, ta tự mình đi một chuyến đi. Như Tuyết cũng theo tới đi, Vương Bản Yên phân phó nói, Bản Yên lão tổ muốn hay không mang nhiều vài vị kim tiên kỳ tộc nhân, nếu như gặp được nguy hiểm, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Thịnh đề nghị đạo, hắn lo lắng Vương Bản Yên xuất sự dạng này không có cách nào cùng Vương Nhất Đao xuất sự. Quốc, nếu là ta cũng không có cách nào phá mất cấm chế, mang nhiều vài vị tộc nhân cũng giống vậy, có ta cùng Như Tuyết là đủ rồi. Vương Bản Yên vẻ mặt tự tin, Vương Nhất Đao tấn nhập thái ớt kim tiên kỳ phía sau, lấy tới nhiều loại đoán thể nhị giai tiên đan cho Vương Bản Yên phục dụng. Vương Bản Yên thuận lợi tu luyện thành đỉnh phong chân linh, đồng thời nắm giữ càn khôn tam chỉ này một môn bí thuật. Vương Bản Yên mở thất khiếu, còn tu luyện thiên hồn bảo điển, nàng đối với mình thực lực vẫn là có lòng tin. Tốt a. Nếu như chuyện không thể làm, các ngươi lập tức trở về hoặc là lợi dụng truyền tiên kính thông tri ta, ta lập tức phái người trợ giúp, Tô Thịnh dặn dò. Vương Bản Yên nhẹ gật đầu, đáp ứng. Nàng đưa cho Tô Thịnh một cái màu xanh trữ vật trạc, nói ra, đây là từ hỗn độn đại lục thu thập đến tu tiên tài nguyên, ngươi đặt ở trong tiệm buôn bán đi. Tô Thịnh đáp ứng, thu hồi trữ vật trạc. Vương Bản Yên dặn dò vài câu, cùng Vương Như Tuyết rời đi Thanh Liên lâu. Xuất phường thị, các nàng hóa thành hai vệt độn quang phá không mà đi. Tốc độ rất nhanh, sau 7 ngày, các nàng xuất hiện tại một mảnh lục sắc hải vực, nước biển là lục sắc, cẩn thận quan sát, trong nước biển nổi lơ lửng một chủng lục sắc trong biển, dưới ánh mặt trời, nước biển hiện ra lục sắc, nơi này thiên địa nguyên khí đạm bạc, đừng nói kim tiên tu sĩ, chân tiên tu sĩ cũng không nguyện ý tới nơi này. Vương Bản Yên cùng Vương Như Tuyết tăng tốc độn tốc, nửa khắc đồng hồ không đến, các nàng dừng ở một tòa hoang đảo trên không, đảo bên trên địa thế đông cao tây thấp, thảm thực vật rậm rạp. Vương Bản Yên thần thức mở rộng, tra xét rõ ràng hoang đảo, không có phát hiện cái gì dị thường, nàng xoay tay phải lại, hồng quang lóe lên, một quả hồng quang lấp lóe viên châu xuất hiện trên tay, rót vào tiên nguyên lực phía sau, hồng sắc viên châu lập tức tách ra chướng mắt hồng quang, mượn nhờ bảo vật, Vương Bản Yên có thể nhìn thấy hòn đảo chính giữa có một đạo yếu ớt hoàng quang, nếu không phải toàn lực thôi động bảo vật, còn phát hiện không được, không có phát hiện vấn đề gì, đi phá cấm đi, Vương Bản Yên nói. Các nàng bay xuống tại một cái chật hẹp tiểu sơn cốc bên trong mọc đầy cỏ dại, thạch bích gập ghềnh, nhìn qua không có gì đặc biệt, Vương Như Tuyết pháp quyết vừa bấm, không có bất kỳ cái gì dị thường, nàng nhướng mày, tiếp tục bấm niệm pháp quyết, không có bất kỳ cái gì dị thường, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói ở ngoại vi bố trí cấm chế, Vương Bản Yên nghi ngờ nói, ta rõ ràng bày ra cấm chế a. Kỳ quái, Vương Như Tuyết vẻ mặt nghi hoặc,
Vương Bản Yên tay phải sáng lên một đạo hồng quang, hướng về hư không một trảm, một đạo to lớn hồng sắc đao khí bao phủ mà xuất, trảm tại trên vách đá mặt, thạch bích đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng tùy theo hiển hiện, kim sắc màn sáng bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Đây không phải ta bố trí cấm chế, Vương Như Tuyết nhíu mày nói, điều này nói rõ có người phá mất nàng bố trí cấm chế, một lần nữa bố trí một đạo cấm chế, nhìn tới có tu sĩ khác cũng phát hiện chỗ này của tu sĩ động phủ, đối phương hẳn là còn không có phá mất cấm chế, chúng ta nhanh lên phá mất cấm chế đi. Vương Bản Yên phải ngón trỏ hồng quang đại phóng, một đạo hồng quang bắn ra, chuẩn xác đánh vào kim sắc màn sáng phía trên, kim sắc màn sáng ao hãm xuống dưới, linh quang ảm đạm xuống, Vương Như Tuyết pháp quyết vừa bấm, một đạo bạch sắc vòng sáng bao phủ mà xuất, nhanh chóng lướt qua kim sắc màn sáng nhanh chóng kết băng, tầng băng không ngừng khuếch tán, Vương Bản Yên cùng Vương Như Tuyết xuất thủ công kích kim sắc màn sáng, không có qua bao lâu, kim sắc màn sáng tự vỡ vụn, hiện ra một cái lớn gần trượng động khẩu, rốt cục phá mất, Vương Như Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng, Vương Bản Yên trên tay hồng sắc viên châu sáng lên chướng mắt hồng quang, dò xét trong động tình huống, không có phát hiện cái gì dị thường, thả ra khôi lỗi thú dò xét, cẩn thận một chút. Vương Bản Yên nói, Vương Như Tuyết lên tiếng, thả ra hai cái nhân hình khôi lỗi, khống chế bọn chúng đi vào sơn động, không có gì dị thường, các nàng lúc này mới đi theo. Sơn động không lớn, đi hơn trăm bước cựu tới đến phần cuối, thạch bích gập ghềnh, đỉnh chóp có một loạt dài ngắn không đồng nhất thạch nhũ. Vương Như Tuyết tay phải bạch quang đại phóng, hướng về một mặt thạch bích hư không vỗ, một đầu bàn tay lớn màu trắng lóe lên mà xuất, đánh vào một mặt trên thạch bích lắc lư một cái, đại lượng toái thạch lăn xuống đến. Một đạo thổ hoàng sắc màn sáng tùy theo hiển hiện, màn ánh sáng màu vàng bên ngoài có thất cái điểm sáng màu bạc, hiện bắt đầu thất tinh hàng ngũ phân bố. Vương Bản Yên cùng Vương Như Tuyết xuất thủ phá cấm, tiếng oanh minh không ngừng hồng bạch nhị sắc linh quang che mất màn ánh sáng màu vàng. Hơn nửa canh giờ phía sau, màn ánh sáng màu vàng y nguyên bình yên vô sự, phòng ngự như vậy cường. Vương Bản Yên nhướng mày, nếu không liên hệ Tô Thịnh, phái thêm vài vị kim tiên kỳ tộc nhân qua tới, Vương Như Tuyết đề nghị đạo. Vương Bản Yên đang muốn trả lời, toàn bộ động quật đung đưa kịch liệt đứng lên, đỉnh chóp xuất hiện đại lượng vết rách, động quật sụp xuống, đại lượng toái thạch rớt xuống, không tốt, địch tập, cẩn thận, Vương Bản Yên nhắc nhở, quanh thân tách ra vô số đạo lăng lệ đao khí, chém về phía hạ xuống toái thạch, Vương Như Tuyết tế ra một mặt bạch sắc tấm chắn, vòng quanh nàng xoay nhanh không ngừng, nàng tế ra một bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, mặc tại thân, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàn vang lên phía sau, hạ xuống toái thạch đều bị đánh tan, bụi mù cuồn cuộn. Bầu trời tối xuống một đầu bàn tay lớn màu đỏ từ trên trời giáng xuống, bàn tay lớn màu đỏ tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao, còn không có hạ xuống, hư không tựu không chịu nổi cổ này nhiệt độ cao vỡ ra tới. Vương Bản Yên tay phải vừa nhất, một đạo to lớn hồng sắc đao khí bao phủ mà xuất, đem bàn tay lớn màu đỏ chém thành hai nửa, liệt diễm cuồn cuộn, kim tiên đại viên mãn. Vương Bản Yên nhướng mày, thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, có thể nhìn thấy một tên thân hình cao lớn hồng sam thanh niên, chính là Diêm La Cung Liễu Kỳ. Thanh Liên Vương gia, Liễu Kỳ nhìn thấy Vương Bản Yên ống tay áo bên trên Thanh Liên đồ án, nhướng mày, hắn tự nhiên nghe nói Côn Luân đạo tổ triệu kiến Thanh Liên tiên lữ tin tức, không có ý định trêu chọc Vương gia. Diêm La Cung tiếp một cuộc làm ăn, diệt sát một tên Thiên Hà kiếm phái kim tiên tu sĩ, người này có kim tiên hậu kỳ tu vi, thực lực cường đại, Liễu Kỳ tự mình xuất thủ, rất nhẹ nhàng liền đắc thủ, hắn đối với người này nguyên anh sư hồn, biết được người này phát hiện một vị thái ất kim tiên tọa hóa động phủ. Bất quá cấm chế quá mạnh, không có cách nào phá mất cấm chế, dự định trở về tổng đàn tìm kiếm trợ thủ, tại trên đường trở về tự bị Liễu Kỳ diệt sát, Liễu Kỳ xung kích thái ất kim tiên kỳ thất bại, muốn lần nữa thu hoạch được lưỡng nghi kim phách đan loại này tiên đan diệu dược, hắn cần lập xuống thiên đại công lao mới được. Diêm La Cung không dưỡng nhàn nhân, nếu là có thể lấy được một vị thái ất kim tiên di vật, nói không chừng có lưỡng nghi kim phách đan loại này tiên đan diệu dược, hắn chạy tới cổ tu sĩ động phủ sở tại địa. Cảm ứng được hai tên kim tiên tu sĩ tại phá cấm, trực tiếp xuất thủ. Diêm La Cung không muốn trêu chọc Vương gia có thể một vị thái ất kim tiên tọa hóa động phủ đang ở trước mắt, Liễu Kỳ không nghĩ từ bỏ. Hắn đã hơn 8 triệu tuổi, nhiều lần xuất sinh nhập tử, lấy mạng đổi tu tiên tài nguyên, thường tại bờ sông đứng nào có không ướt dày, hắn không nghĩ tiếp tục nữa. Nếu là có thể lấy được thái ất kim tiên di vật, hắn có thể đem càng nhiều thời gian đặt ở tu luyện lên, mà không phải khắp nơi giết người kiếm tu tiên tài nguyên. Hắn có thể có được một số lớn tu tiên tài nguyên, tương lai đều có thể, thua, Diêm La Cung xui xẻo, không có quan hệ gì với hắn, hắn chính là cái làm công, không cần thiết vì Diêm La Cung cân nhắc quá nhiều, người không vì mình trời tru đất diệt, cơ duyên đang ở trước mắt, Liễu Kỳ muốn tranh một chuyến, nghĩ rõ ràng điểm này, Liễu Kỳ trong mắt hàng mang nhất thịnh,
Pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hồng quang đại phóng, mặt đất tuôn ra cuồn cuộn liệt diễm, thẳng đến Vương Bản Yên cùng Vương Như Tuyết mà đi. Vương Như Tuyết chân phải đi mặt đất nhẹ nhàng dẫm một cái, một đạo bạch sắc vòng sáng bao phủ mà xuất, những nơi đi qua, mặt đất nhanh chóng kết băng. Bạch sắc vòng sáng lướt qua liệt diễm nhanh chóng tán loạn. Một trận chói tai đao minh tiếng vang lên, một đạo hồng quang lưu chuyển không ngừng kình thiên đao quang bao phủ mà xuất, chém về phía Liễu Kỳ. Liễu Kỳ đấm ra một quyền, hư không vỡ ra đến, xuất hiện đại lượng vết rách, một đầu hồng sắc cự quyền lóe lên mà xuất, nghênh đón tiếp lấy. Hồng sắc cự quyền cùng kình thiên đao quang chạm vào nhau, như cùng lấy trứng chọi đá, hồng sắc cự quyền trong nháy mắt tán loạn. Liễu Kỳ trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, vội vàng tế ra một mặt hồng quang lấp lóe tấm trắng, ngăn tại thân trước. Kình thiên đao quang đánh vào hồng sắc tấm trắng trên, truyền ra một tiếng vang trầm. Hồng sắc tấm trắng lắc lư một cái, bạch quang lóe lên, một cái bạch sắc cự ấn xuất hiện tại Liễu Kỳ đỉnh đầu, đối diện nện xuống, bạch sắc cự ấn còn chưa rơi xuống, hư không tựu kết băng, giống như này một phiến thiên địa bị đóng băng lại đồng dạng. Liễu Kỳ vội vàng tế ra một mặt hồng quang lấp lóe tiểu kính, rót vào tiên nguyên lực, mặt kính phun ra một cổ hồng sắc hào quang, bao lại hạ xuống bạch sắc cự ấn, bạch sắc cự ấn như cùng bị định trụ. Tốc độ rơi xuống hơi ngưng lại, chính chuôi hồng quang lấp lóe phi đao cùng năm thanh phi kiếm màu trắng bay vụt mà đến, tại nửa đường phân biệt hợp làm một thể, hóa thành một cái hồng sắc cự nhận cùng một cái bạch sắc cự kiếm, chém về phía Liễu Kỳ. Có Thái Hư Đoán Thần Quyết này một môn công pháp, Vương gia tiên nhân thần thức tương đối cường đại, thần binh đường tộc nhân luyện chế ra đại lượng nguyên bộ tiên khí, phân phối cho tộc nhân tại cùng giai tu sĩ đấu pháp thời điểm, Vương gia tu sĩ có khả năng khống chế nguyên bộ tiên khí đối địch, chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Liễu Kỳ sợ hết hồn, Vương gia kim tiên giàu có như vậy. Hai người đều có nguyên bộ trung phẩm tiên khí, hắn vội vàng tế ra một tòa hồng quang lóe lên tiểu đỉnh, đánh vào một đạo pháp quyết, đỉnh nhỏ màu đỏ trong nháy mắt hồng quang đại phóng, hình thể tăng vọt, phun ra một cổ màu đỏ hào quang, bao lại đánh tới màu đỏ cự nhận cùng bạch sắc cự kiếm, cuốn vào trong màu đỏ cự đỉnh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang một đạo cực lớn màu đỏ đao khí cuốn tới, chém vào tấm thuẫn màu đỏ phía trên. Tấm thuẫn màu đỏ lắc lư một cái, bị một cổ màu đỏ nham tương che mất, nham tương pháp tắc, màu trắng cự ấn linh quang tăng mạnh, màu đỏ hào quang chia năm xẻ bảy, đập xuống, Liễu Kỳ thân hình thoát một cái, tránh đi màu trắng cự ấn, tốc chi pháp tắc, không cần hắn thở một ngụm, một đạo cực lớn huyết sắc đao khí cuốn tới, còn không có cận thân, Liễu Kỳ cũng cảm giác một cổ mãnh liệt sát lục chi ý tràn vào thức hải, hắn phản phất đặt mình vào cổ chiến trường, trước mắt là một mảnh núi thây biển máu. Vô số tu sĩ đang chém giết lẫn nhau, sát sát sát. Liễu Kỳ hai mắt trở nên đỏ như máu, khuôn mặt dữ tợn, rất nhanh, hắn liền khôi phục thanh tĩnh, huyết sắc đao khí bổ vào tấm thuẫn màu đỏ phía trên, tấm thuẫn màu đỏ lắc lư một cái, mặt ngoài xuất hiện đa đạo thật nhỏ vết rách, pháp tắc giết chóc. Liễu Kỳ sắc mặt ngưng lại, còn tốt chỉ là tiểu thành pháp tắc, nếu là đại thành pháp tắc, hắn liền không có dễ dàng như vậy đã thoát khốn, một đạo cực lớn thanh sắc đao khí cuốn tới. Cùng phong từng trận, Liễu Kỳ kinh ngạc phát hiện, phương viên 10 vạn dặm khí lưu ngừng di động, phong chi pháp tắc. Liễu Kỳ lông mày nhíu một cái, đang muốn thi pháp ngăn cản, một đạo vang dội tiếng chuông vang lên, hắn hồn hải truyền đến một hồi đau nhức khó có thể chịu được, cơ thể rung lên, số lớn đê giai yêu thú nổi lên mặt biển, bên ngoài thân không có vết thương nào, thần hồn đều tán, chờ hắn lấy lại tinh thần, thanh sắc đao khí đã đánh vào tấm thuẫn màu đỏ phía trên. Tấm thuẫn màu đỏ mặt ngoài vết rách càng nhiều, không trung bay xuống số lớn màu trắng bông tuyết, mặt biển kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn, Vương Bản Yên tay phải cầm một cái bạch quang lóe lên trường đao, một cái chẻ dọc một đạo cực lớn ánh đao màu trắng bao phủ mà ra, thẳng đến Liễu Kỳ mà đi, tuyết bay thiên hạ, nàng tu luyện Bá Đao Tiên Kinh, Vương Nhất Đao tự mình chỉ điểm, cái môn này công pháp phối hợp pháp tắc điều động, nghiêm chỉnh mà nói, tiên nhân công pháp cũng là phối hợp pháp tắc điều động, pháp tắc càng lợi hại. Công pháp thần thông cũng càng lợi hại, Liễu Kỳ muốn thi pháp ngăn cản, Vương Như Tuyết nhẹ nhàng lắc lư trong tay màu trắng chuông nhỏ, truyền ra một hồi vang dội tiếng chuông, thần hồn tiên khí, Vương Như Tuyết là tầm bảo đường phó đường chủ, lúc này mới trang bị một kiện thần hồn tiên khí, đối phó kim tiên tu sĩ có không tệ hiệu quả, Liễu Kỳ cho mày, lòng sinh thoái ý, ánh đao màu trắng đánh vào tấm thuẫn màu đỏ phía trên, tấm thuẫn màu đỏ mặt ngoài vết rách càng nhiều, linh quang ảm đạm xuống nd.li ẻo kỳ hữu quyền kim quang đại phóng. Đấm ra một quyền, kèm theo một tiếng xé gió lên một cái kim sắc cự quyền lóe lên mà ra, thẳng đến Vương Bản Yên mà đi, tay phải hắn dương lên, một quả hồng quang lóe lên viên châu bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, màu đỏ viên châu lập tức hồng quang đại phóng, hóa thành một đầu thể hình to lớn màu đỏ hỏa giao,
nhào về phía Vương Như Tuyết, màu đỏ cự đỉnh đung đưa kịch liệt, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách, Liễu Kỳ phần lưng thêm ra một đôi hồng quang lóe lên cánh lông vũ, tiên khí kinh người, đây là một kiện trung phẩm tiên khí, một tiếng vang thật lớn, màu đỏ cự đỉnh chia năm xẻ bảy, Liễu Kỳ phần lưng màu đỏ cánh lông vũ nhẹ nhàng vỗ một cái, hắn hóa thành một đạo hồng quang biến mất, cẩn thận đánh lén. Vương, Bản Yên nhắc nhở, tiếng nói vừa ra, sau lưng của nàng sáng lên một đạo màu đỏ ánh lửa, hiện ra Liễu Kỳ thân ảnh, Vương Bản Yên vừa muốn tránh đi, một đạo vang dội tiếng chuông vang lên, nàng cảm giác hồn hải truyền đến một hồi đau nhức khó có thể chịu được, Liễu Kỳ tay trái nắm một cái màu đỏ chuông nhỏ, thần hồn tiên khí, đây là trên người hắn lớn nhất ác chủ bài, cũng là mượn nhờ bảo vật này, hắn mới giết Thiên Hà kiếm phái kim tiên tu sĩ, Liễu Kỳ xoay tay phải lại, trong tay thêm ra một cái kim quang lóe lên trường kiếm, hướng về Vương Bản Yên đầu bổ tới, khanh, một tiếng vang trầm, hắn cảm giác chính mình bổ vào tường đồng vách sắt phía trên, đỉnh phong chân linh. Liễu Kỳ kinh ngạc nói, Vương Bản Yên bên ngoài thân hồng quang đại phóng, tay phải hướng về sau lưng hư không nhất trảm, một đạo màu đỏ đao khí bao phủ mà ra, chém về phía Liễu Kỳ, Liễu Kỳ đang muốn tránh đi, một cổ cường đại giam cầm chi lực tùy theo hiện lên, đem hắn giam cầm tại chỗ, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể huy động tả quyền nghênh đón tiếp lấy, màu đỏ đao khí đánh vào trên người hắn, truyền ra một tiếng kim thiết giao kích trầm đục, hắn cũng tu luyện thành đỉnh phong chân linh, Vương Bản Yên phải ngón trỏ hồng quang đại phóng, một đạo hồng quang bắn ra, đánh vào trên đầu của Liễu Kỳ, Liễu Kỳ đầu thêm ra một cái to bằng ngón tay huyết động, ngã xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, hắn Nguyên Anh vừa mới ly thể, một tấm kim quang lóe lên phù triện bay vụt mà đến, Nguyên Anh đang muốn tránh đi, một hồi vang dội tiếng chuông vang lên, Nguyên Anh khẽ rung lên, phản ứng chậm lại, kim sắc phù triện dính vào Nguyên Anh trên thân, Nguyên Anh ngừng giữa trong không trung, Vương Bản Yên một phát bắt được Nguyên Anh, nàng từ trên thi thể tìm ra một cái màu đỏ trữ vật vòng tay, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh màu đỏ hào quang lướt qua sau, trên mặt đất thêm ra một đống lớn đồ vật, bao quát một cái lệnh bài màu xanh lam, phía trên khắc lấy Thiên Hà, hai chữ Thiên Hà kiếm phái. Vương, Bản Yên nghi ngờ nói, nàng biết Thiên Hà kiếm phái thực lực cùng chỗ dựa, một phen tư lượng, lấy ra một cái màu đỏ hộp ngọc, đem Nguyên Anh cất giữ vào trong hộp ngọc, thu vào trữ vật vòng tay, nàng thu hồi vật trên đất, nói, mau chóng phá mất cấm chế. Vương, Bản Yên tế ra hai cái kim tiên kỳ khôi lỗi thú, cái này vốn là muốn vận chuyển đến Thiên Hỏa Hải vực mua bán, có hai cổ kim tiên kỳ khôi lỗi thú hỗ trợ, Vương Bản Yên lại sử dụng Càn Khôn ba ngón cùng Dung Khiếu Quyết, liên hợp Vương Như Tuyết, rất nhanh phá hết cấm chế, một cái vài trăm trượng lớn thạch thất đập vào tầm mắt, một bộ hình người hài cốt nằm ở trong thạch thất, hài cốt khoác trên người một kiện tàn phá đạo bào màu xanh, trái xương tay bên trên có một cái thanh sắc trữ vật vòng tay, Vương Bản Yên pháp quyết vừa bấm, một cổ màu đỏ hỏa diễm bao phủ mà ra, che mất hài cốt hôi phi yên diệt. Chỉ để lại đạo bào cùng thanh sắc trữ vật vòng tay, Vương Như Tuyết tế ra một mặt kim sắc tiểu kính, rót vào tiên nguyên lực, mặt kính phun ra một cổ hào quang màu vàng, bao lại đạo bào cùng trữ vật vòng tay, không có khác thường, Vương Bản Yên một tay vồ một cái, thanh sắc trữ vật vòng tay hướng nàng bay tới, rơi vào trên tay của nàng, thượng, phẩm tiên khí. Không tệ. Vương Bản Yên thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ vui mừng, trữ vật vòng tay bên trong có hai cái thượng phẩm tiên khí, còn có không ít đồ vật. Xem ra đúng là Thái Ức Kim Tiên tọa hóa động phủ, Bản Yên lão tổ, chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Vương, Như Tuyết nói, không nghĩ tới tầm bảo sẽ đụng phải Thiên Hà kiếm phái đệ tử, về trước phường thị, ta luôn cảm thấy sẽ không như thế xảo. Vương, Bản Yên nói, Vương Như Tuyết bố trí ngoại vi cấm chế bị phá rơi mất, lại bố trí một bộ cấm chế, theo lý mà nói, đối phương hẳn là trở về tìm viện binh, kỳ quái là, như thế nào một người đến đây? Cái này nói không thông, các nàng hóa thành hai vệt độn quang rời đi, trở về Ngọc Dương phường thị chậm rãi dò xét, nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.